Vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, hơn 110 tỷ đồng ủng hộ nạn nhân. Chiều ngày 27 tháng 9, tại buổi họp báo thông tin kết quả công tác vì người nghèo thành phố Hà Nội năm 2022-2023, ông Nguyễn Sĩ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, thông tin về chính sách hỗ trợ cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Theo ông Trường, thành phố đã có những chính sách hỗ trợ cao nhất cho các nạn nhân vụ cháy, có nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ nạn nhân vụ cháy ở quận Thanh Xuân. Ông Trường nói, đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã nhận được 110 tỷ đồng tiền hỗ trợ các nạn nhân. Do số lượng tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm rất lớn, nên theo ông Trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội thường xuyên đối soát với ngân hàng để đảm bảo bất kỳ một ai ủng hộ tiền khi đến hỏi đều có tên trong danh sách thống kê. Việc tiếp nhận và hỗ trợ sẽ được công khai, minh bạch trong thời gian sớm nhất. Lý giải về việc hiện chưa dùng tiền ủng hộ gửi đến các hộ gia đình và nạn nhân, ông Trường cho biết, có những trường hợp khi chúng tôi đến gặp thì họ nói rằng đang tập trung khắc phục hậu quả chứ chưa quan tâm đến tiền hỗ trợ, tức là họ chưa cần tiền ngay để lo cuộc sống. Điều này cho thấy việc hỗ trợ phải đúng mức, đúng thời điểm. Sau khi hoàn thành phương án hỗ trợ, quận Thanh Xuân sẽ báo cáo đơn vị liên quan để xem xét đảm bảo công bằng hay chưa. Từ đó đơn vị liên quan sẽ giải ngân tiền hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini một cách công khai.